hơn 10 tấn trái cây tươi ngon có giá rẻ hơn thị trường từ 20 đến 30% vừa được ra mắt tại Hội chợ trái cây Sài Gòn. Đây được coi là lễ hội trái cây quy mô lớn được tổ chức vào mỗi cuối tuần ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong ngày khai mạc vào sáng ngày hôm qua 19 tháng 8 đã thu hút được sự tham gia của hàng ngàn người dân. Từ những loại trái cây quen thuộc như bưởi, chuối, nho, táo, tất cả đều tươi ngon, bắt mắt và có giá đặc biệt phải chăng. Lễ hội trái cây mang đậm văn hóa phương Nam với đa dạng các chủng loại trái cây vùng sông nước này đã đang thu hút đông đảo người dân, trong đó có người đẹp Đỗ Mỹ Linh. Linh thì đặc biệt thích ăn là quả măng cụt và quả táo, thế nên là ngày hôm nay khi mà đến hội chợ trái cây Sài Gòn thì Mỹ Linh cũng đã tâm tia được cho mình một số những loại trái cây mà mình yêu thích rồi. Qua những cái hội chợ như thế này thì Mỹ Linh nghĩ là những cái sản phẩm trái cây ở trong nước sẽ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Hấp dẫn nhất của tôi là xoài cát quả lòng. Ngày thứ hai nữa là thanh long của Bình Thuận. Lứa tuổi phụ nữ chúng tôi á, thì thứ nhất là mình phải mua lựa trái cây nó có nguồn gốc rõ ràng. Thứ hai nữa là mình không cần phải trái cây ngoại nhập. Ví dụ như Việt Nam mình cũng có phù hợp đất thổ nhưỡng, có rất nhiều loại trái cây rất là ngon bổ dưỡng. Hy vọng rằng những cái sản phẩm sạch do người Việt làm ra sẽ được lan tỏa nhiều hơn đến cộng đồng. Chúng ta nên nêu cao cái tinh thần tự tôn dân tộc để người Việt có thể dùng hàng Việt với một cái tinh thần an tâm nhất. Được biết bắt đầu từ ngày 19 tháng 8, hội chợ trái cây ở trung tâm Queen Hall, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động, giúp người dân có cơ hội tiếp cận các món ăn từ trái cây mới lạ, đặc sắc từ hơn 30 gian hàng cung cấp trái cây uy tín. Trong đó các mặt hàng trái cây Việt được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Khi mà vào trong gian hàng của những gian hàng hội chợ này thì Mỹ Linh thấy là tất cả các loại trái cây kể cả nhập hay là trồng tại Việt Nam thì đều có những cái tem đảm bảo an toàn thực phẩm. Thế nên là đây cũng là một cái dấu hiệu rất là tốt cho những người tiêu dùng để họ có thể nhận biết được đâu là những cái loại trái cây đúng chất lượng. Ngoài cái mục đích là chúng tôi muốn coi như là bán được sản phẩm của các nông dân thì chúng tôi còn muốn đem lại niềm tin cho các khách hàng, những người tiêu dùng là nông sản của Việt Nam thì được qua kiểm định và trồng theo tiêu chuẩn của nước ngoài, bởi vì theo tiêu chuẩn của nước ngoài thì mới xuất khẩu được. Vừa mua sắm thưởng thức trái cây, vừa lắng nghe âm nhạc Nam Bộ và ngắm nhìn cảnh sắc sông Sài Gòn, nơi đây hứa hẹn sẽ là một điểm dừng chân mới cho du khách cũng như người dân thành phố Hồ Chí Minh.